Xin chào tất cả các bạn nha. Có rất là nhiều anh em hỏi mình cách bán NFT như thế nào thì cái video này mình sẽ tổng hợp lại cách bán NFT cho tất cả các bạn nha các bạn. Đặc biệt là cái mạng Arbitrum nha các bạn và tất cả các nền tảng như là mạng Polygon hoặc là Bimby, Smart Chain thì mình sẽ dẫn cho các bạn bán trên hai sàn, đó là một sàn Tofan và một sàn OpenSea nha các bạn, và hướng dẫn các bạn bán ở trên Bitcap luôn nha các bạn. Để dạo gần đây thị trường coin rất là sập như bạn nên mình sẽ tìm những dự án về NFT ngon hơn nha các bạn. Nếu các bạn làm những dự án trúng được một NFT có thể bán được 1-200 đô, 400 đô không chừng nha các bạn. Thì để bán được thì các bạn cần copy cái link đó, sàn đó là link sàn tofan.com này các bạn. Sau đó các bạn connect với trình duyệt QG browser của các bạn đã tích hợp với MetaMask nha các bạn. Rồi, các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Các bạn chịu khó tầm khoảng 20 phút thì các bạn xem cái video này là các bạn biết cách bán tất cả các NFT nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một ảnh avatar nè các bạn. Rồi các bạn kết nối với MetaMask của các bạn nè. Ok, nó có yêu cầu xác nhận thì các bạn xác nhận nha các bạn. Còn không yêu cầu xác nhận thì thôi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Ê, sorry các bạn. Các bạn nhấp vào một ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một item nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một tem xong thì nó sẽ hiện tất cả các NFT của tất cả các bạn trên đây nè các bạn. Hoặc là các bạn có thể check trên tất cả các mạng nha các bạn. Ví dụ như các bạn muốn check xem mình có NFT trên mạng nào thì các bạn chỉ copy địa chỉ ETH của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Rồi nếu mà đối với trường hợp các bạn check NFT trên nền tảng của Arbitrum thì các bạn gõ vào Arbiscan nha các bạn. Các bạn dán địa chỉ mình vào nè các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi thì đây nó sẽ hiện những con token hoặc là con NFT của các bạn nha các bạn. Thì những con NFT thì nó chạy trên nền tảng của EC721 nè các bạn. Thì mình đã được là 8 con rồi các bạn. Còn đối với những nền tảng như là Bimby, Smart Chain thì các bạn gõ vào Arbiscan nha các bạn. Còn Polygon thì các bạn bỏ vào Polyscan nha các bạn. Rồi các bạn dán vào những trang chép của nó các bạn. Rồi các bạn gõ vào đây thì các bạn sẽ thấy được những con NFT của tất cả các bạn nha các bạn. Mình là Galaxy nè, Blueset Galaxy nè. Rồi sau khi các bạn đã có NFT trên đây thì các bạn chỉ bấm vào mục sell thôi các bạn. Bạn nhập vào avatar của từng con một nha các bạn. Mình muốn bán con nào đây ta? Con này đi các bạn. Các bạn nhập vào avatar nó nha các bạn. Rồi vào đây thì các bạn bấm vào một Preset Price nè. Rồi các bạn bấm vào OK, các bạn mở khóa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp ba cạnh cùng nè. Các bạn bấm xác nhận nha các bạn. Vì sàn Tofan này mình cũng lần đầu tiên bán giờ cũng hướng dẫn các bạn luôn rồi. Vào đây thì có là một Preset Price và một Auto nè các bạn. Thì cái một phần này thì các bạn muốn bán giá bao nhiêu thì các bạn bán nha các bạn. Thì price của con NFT là em token này là price nó là 0.000252 nha TH nha các bạn. Đi cầm coi các bạn. Rồi các bạn muốn bán hoặc là các bạn bấm vào một auto nữa các bạn. Thì ở đây thì các bạn nhấp vào 1 ngày hoặc 3 ngày 5 ngày thì các bạn nó sẽ tự động quỷ lệnh nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể treo vĩnh viễn thì các bạn chỉ việc nhấp vào đây nha các bạn. Thôi mình treo 5 ngày thôi các bạn. 5D nè. Bộ rai của nó là 0.005 ETH. Thì các bạn muốn NFT thì tùy theo con nha các bạn. Các bạn muốn treo bao nhiêu thì bạn treo. Hoặc là các bạn có thể lên trang của nó là trang market blank của nó. Các bạn gõ từ khóa nha các bạn. Đây thì mình sẽ bán là mình cũng treo thôi các bạn. 0.0006 thì các bạn treo cao chút nha các bạn. Mình sẽ bán nó tự động quy lệnh trong vòng 5 ngày nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Talitin nè. Rồi sau đó bấm vào Approve nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một cái các bạn mở địa chỉ MetaMask các bạn xác nhận nè các bạn. Rồi mình sẽ tốn là 0.00049 ETH. Đối với những
mạng nó không tốn giga, có những mạng tốn giga nha các bạn. Đây thì mình sẽ hướng dẫn mình hy sinh luôn nè, chứ thật ra mình muốn chưa muốn bán nha các bạn. Ok, sau đó bạn bấm vào xin cái nữa nha các bạn, bán này lỗ luôn, và các bạn xác nhận cái nữa nha các bạn. Hồi nãy là các bạn chỉ việc rồi các bạn bấm nút ký nè các bạn. Thật bà sao tốn dữ vậy ta, 0.0 sớm mình 0.1 bây giờ mình tốn hết 0.00002 tác không nhầm nhò gì. Ok, như vậy là mình đã treo nè các bạn, 0.005 ETH nè bạn. Sau khi có người mua thì tự động cái đồng ETH này nó sẽ về với tất cả các bạn nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể tìm những MIT các bạn dòng một sạch nè. Các bạn xem giá của nó, check giá của nó nha bạn. Ví dụ như là A token đi, AOT đi. AOT chứ. Thì những con chạy nền tảng của Blockchain.galaxy nè các bạn. Ví dụ như con Galaxy Coin Metaverse mình đã có hướng dẫn các bạn bán nè, thì người ta treo lại dưới giá là 0 chấm. Rồi, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán NFT trên sàn OpenSea nha các bạn. Thì để bán được thì các bạn cũng copy phần link mô tả tiếp theo dưới video của mình nha các bạn. Sau đó các bạn connect với mạng ETH ở trên trình duyệt wiki blockchain của tất cả các bạn thôi các bạn. Bạn dán vào nha các bạn. Khi vào bạn nhập vào ba cạnh cùng nha các bạn, bấm vào connect nè. Các bạn chọn là MetaMask nha các bạn. Các bạn nhập mật khẩu mình vào nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gì thế ta? 8 mà mình bật gọt. Rồi các bạn mở MetaMask các bạn ra, các bạn xác nhận cái nữa nha các bạn. Ok, các bạn connect với mạng ETH mạng chính mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn tải lên bức ảnh avatar của mình này nọ đi các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào một My Wallet nè. Sorry các bạn, các bạn nhấp vào bức ảnh avatar của mình chứ. Sorry các bạn luôn, các bạn chọn trang web cho máy tính đi các bạn. Trên trang web cho máy tính thì các bạn nhấp vào ba anh cùng các bạn bấm vào một account nè. Bấm vào một profile nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào một more nha các bạn. Thì đây thì hiện những cái NFT tất cả các bạn nè các bạn. Rồi bấm vào một hai đành nha các bạn. Hai đành. Rồi đây thì có những con NFT của tất cả các bạn nè. Rồi thì các bạn việc bán thôi các bạn. Mình sẽ bán con sót mũ xịt này các bạn. Thì các bạn nhấp vào nha các bạn. Thì giá như thế nào thì mình đã có cái video hướng dẫn các bạn check giá đó nha các bạn. Các bạn vào một market plan nó của nó các bạn check xem nha các bạn. Rồi đây thì mình bấm vào sell thôi các bạn. Rồi, price nó mình sẽ treo con này là 0.001 ETH nha bạn, tầm khoảng 18 đô. Mình treo bỏ đại nha các bạn. Rồi đây thì số lượng ngày nha bạn, 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 3 tháng, 6 tháng nha bạn. Rồi mình sẽ treo là 7 ngày thôi các bạn. Như 7 ngày không ai mua thì tự động nó sẽ có NFT mình về với mình lại nha các bạn. Rồi, sau đó bấm vào complete setting nè. Mạng yếu quá. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn chuyển là mạng Polygon Matrix nha các bạn. Vì con này là chạy trên nền tảng của Polygon mà. Rồi các bạn chuyển mạng đi các bạn. Sau đó các bạn up rule nè. Bán NFT khá là đơn giản đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn có thể chỉnh sửa phí ga cao lên chút nha các bạn, để cho nó approve nhanh chút. Rồi sau khi các bạn đã approve xong thì các bạn bấm vào complete setting nha các bạn. Ôi ta, vì mình đã lỗi data các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào một complete cái nữa nha các bạn, vì mình mắc mạng rồi các bạn. Rồi, bấm vào complete setting các bạn xác nhận cái nữa nha các bạn, tức là xác nhận hai lần hay gì đó, lần approve, lần complete setting. Rồi mình đã mắc mạng data các bạn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán ở trên dưới Bitcap này các bạn, để cho tất cả các bạn đỡ tốn phí ga nha các bạn. Thì các bạn việc bắt up 12 chữ cụm từ vào mặt trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Những cái dí nào mà các bạn đã chứa lưu trữ NFT đó, các bạn bắt up
chưa được bằng mặt qua dưới bitcap, sau đó các bạn nhấp vào dưới bitcap này các bạn. Mình vào đây mình bán cho nó mau nha các bạn. Rồi ở đây thì market nè, thì các bạn muốn xem những giá con MT nào thì bấm vào market. Các bạn gõ từ khóa là ví dụ như mình là cũng là con AOT đi, các bạn gõ từ khóa các bạn tìm nha các bạn. Thì các bạn chỉ nhấp vào các bạn tìm theo các bạn. Có người treo 2 matit nè, 0.5 matit nè, 25 matit nè. Rồi thì để treo được thì các bạn, để bán được thì các bạn check giá xong thì các bạn việc nhấp vào một wallet nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào một MT nè các bạn. Rồi đây thì nó hiện những MT của tất cả các bạn chỗ này trên ví. Ví bitcap wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Đây thì mình có con MT của nền tảng Galaxy nè các bạn. Game DAO. Con này MetaCoin, MetaVet. Rồi con Galer.io này các bạn có thể bán trên sàn Galer cũng được nha các bạn. Đây mình treo luôn các bạn. Send sell no fee. Rồi bấm vào một sell nha các bạn. Rồi đây thì mình sẽ treo là giá là 0.005 BDB ha. Thôi 0.05 đi. 0.02 thôi các bạn. 0.03 treo có 10 đô, 11 đô gì đi các bạn. 15 đi. Rồi bấm next step nha các bạn. Ở đây thì số lượng ngày 3 ngày, 7 ngày, 1 ngày các bạn treo nè các bạn. 3 tháng, 6 tháng nha các bạn. Còn muốn chỉnh lại số ngày các bạn treo thì bạn nhấp vào đây nha các bạn. Đây ngày tháng nè, năm nè. Rồi. Bấm vào confirm nha các bạn. Sorry các bạn, đợi mình đấy nha. 0.009. Treo 8 đô thôi. Bấm next step nha các bạn. Rồi bấm next step nha các bạn. Rồi bấm vào confirm nè. Rồi các bạn mở địa chỉ với mật khẩu với tất cả bạn nghe nha các bạn. Rồi. Ok, mình đã sell rồi đó các bạn. Xem lại. Rồi bạn nào muốn remote không muốn bán nữa thì các bạn bấm vào một mod nha các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu của mình vào nha các bạn. Ủa, sorry các bạn phần nào các bạn. Sau nếu mà sau các bạn treo 7 ngày mà không ai mua thì các bạn vào treo lại nha các bạn. Rồi có một candy này các bạn thu hồi lại nha các bạn. Bấm confirm các bạn thu hồi lại nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn cho các bạn bán NFT đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có thể để lại comment dưới video, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Vậy các bạn cũng đừng quên like, đăng ký video và chia sẻ cái video này giúp mình cho nhiều bạn bè biết hơn nữa nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nha.